Trong bối cảnh Covid chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các chuyên gia lo ngại việc áp dụng quá cứng nhắc các giải pháp phòng chống dịch có thể sẽ kích hoạt làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài FDI khỏi Việt Nam. Trên thực tế, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đều cho phép các doanh nghiệp linh hoạt áp dụng phương pháp sản xuất kinh doanh trong mùa dịch và tự chịu trách nhiệm. Mới đây, để hỗ trợ người lao động trong giai đoạn khó khăn vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chi trả lương theo ngày cho nhân viên. Hình thức chi lương theo ngày này đã khá phổ biến trên thế giới nhưng mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp, đây là giải pháp nhằm khích lệ tinh thần và níu chân người lao động trong mùa dịch. Trong khi đó, tại Hà Nội, các chợ trung cư trở nên sôi động hơn bao giờ hết trong thời gian giãn cách xã hội. Nhiều người lựa chọn cách đi chợ trung cư để mua được thực phẩm tươi ngon và hạn chế ra ngoài, tiếp xúc nơi đông người. Một số tin tức đáng chú ý khác. Người dân thành phố Hồ Chí Minh được đi chợ hộ như thế nào? Siêu thị vẫn loay hoay sau ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Vì sao nhiều ông lớn xây dựng đồng loạt kêu cứu? Quý vị đang theo dõi mục điểm tin kinh tế xã hội ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. người dân thành phố Hồ Chí Minh được đi chợ hộ như thế nào? Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng cường giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Người dân không đi chợ trực tiếp mà sẽ có tổ hỗ trợ đi chợ hộ. Theo báo Người Lao Động, với việc đi chợ thay, người dân có thể đặt hàng trên các hệ thống online của các cửa hàng trong khu vực. Sau khi các cửa hàng nhận được đơn và chuẩn bị hàng hóa, các lực lượng chức năng như tình nguyện viên, công an, quân đội sẽ đi chợ hộ cho mỗi hộ dân với tần suất một lần một tuần phân phối trực tiếp đến người dân và người dân trả tiền. Tại quận 4, chia sẻ với phóng viên thanh niên bà Võ Thị Bạch Huệ, trưởng khu phố 1 quận 4 cho hay, phường 6 lập phương án đi chợ hộ dân qua mạng. Ai có nhu cầu về hàng hóa thiết yếu thì đặt hàng qua đường link là sẽ có người đi chợ, cung cấp hàng hóa tới địa chỉ đã đăng ký. Bà Huệ chia sẻ, đường link sẽ gửi tới từng hộ dân, ai cần mua gì thì vào đăng ký họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mặt hàng cần mua, từ đó chúng tôi sẽ đi chợ dùm và đem về giao cho dân. Ngoài ra, lãnh đạo phường 6 quận 4 cho biết, phường sẽ công bố hai số điện thoại để người dân tại phường có thể gọi điện trực tiếp để nhờ mua các nhu yếu phẩm cần thiết sau khi lên danh sách. Phường sẽ đi mua hộ và cung ứng mặt hàng cho người dân. Ghi nhận của VN Express cho thấy, nhiều phường tại các quận 3 năm Gò Vấp, Tân Phú, quận 1, thành phố Thủ Đức đang đồng loạt triển khai hoạt động đi chợ hộ cho người dân. Tại thành phố Thủ Đức, các phường Tam Phú, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh đều công khai số điện thoại của các cán bộ phụ trách đi chợ hộ. Người dân có thể gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua Zalo, sau đó thanh toán cho cán bộ qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để hạn chế tiếp xúc. Riêng phường Thảo Điền, do có nhiều người nước ngoài sinh sống nên hội liên hiệp phụ nữ, phường còn bổ sung thêm đội ngũ nhân viên yêu cầu đi chợ của người nước ngoài. Ngoài ra, phường này còn nhận mua hộ thuốc điều trị bệnh. Với quận 1 và 5, hình thức đi chợ hộ vốn đã được triển khai từ trước đó ở một số phường, nên giờ triển khai rộng ra cả quận không gặp vướng mắc gì. Tại phường Bến Nghé quận 1, Ủy ban nhân dân của phường này đưa ra 5 combo mua hàng với danh mục 6 món bao gồm cá, thịt, rau, trọng lượng mỗi món từ 0,5 đến 2 kg tùy món. Giá mỗi combo dao động từ 400 đến 500 000 đồng. Tương tự, tại quận Gò Vấp, Tân Phú, nhiều phường cũng chọn hình thức phối hợp với các siêu thị đưa ra các combo lương thực thực phẩm trong một tuần để người dân lựa chọn đăng ký sau khi chọn xong, các khu phố sẽ phát giấy từng nhà để dân chọn mua hàng và thu tiền. Siêu thị vẫn loay hoay sau ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Một số siêu thị cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến ngày 23 tháng 8 vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhiều phường, tổ dân phố để phối hợp giao hàng hóa cho người dân. Theo khảo sát của Dinh, trong ngày 23 tháng 8, nhiều siêu thị vẫn mở cửa hoạt động và bắt đầu phối hợp để cung ứng hàng hóa cho người dân. Tuy nhiên, một số cho biết vẫn còn khó khăn trong khâu đặt giao hàng. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vincommerce cho biết, ngày 23 tháng 8, lượng khách đến mua sắm trực tiếp giảm mạnh do quy định phòng chống dịch khắt khe được tăng cường. Bà Phương cho hay, đơn hàng có các kênh đặt hàng trực tuyến và điện thoại tăng mạnh, tuy nhiên chưa giao được hàng đến tay người tiêu dùng do nhân viên của hệ thống không được phép đi giao. Hiện siêu thị Vinmart và cửa hàng Vinmart Cộng đã chủ động liên hệ trực tiếp với các phường, tổ dân phố để tìm phương án phối hợp giao hàng đến người dân. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng kết nối chương trình đi chợ hộ đề xuất danh mục hàng hóa thiết yếu cung ứng đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, bà Phương cho hay mới chỉ 10% phường và tổ dân phố phản hồi, 90% còn lại chưa phản hồi. Tương tự, đại diện của một siêu thị khác cũng cho biết dù triển khai bán hàng theo combo nhưng vẫn còn nhiều dối rắm trong khâu đặt hàng. Đại diện này cho hay phường không có tiền ứng trước cũng khó thu tiền trước của người dân. Trong khi, nhiều người lại gọi điện thẳng đến siêu thị đặt hàng nhưng nhân viên siêu thị không được giao hàng theo quy định mới. Đại diện của Ion Việt Nam cho biết trong ngày đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp phòng dịch, các siêu thị của Ion Tân Phú và Ion Bình Tân vẫn duy trì nhập hàng, đảm bảo nguồn hàng ổn định. Bên cạnh đó, do ngày đầu siết chặt giãn cách, một số nhân viên siêu thị còn gặp khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát do chưa được cấp giấy đi đường mới. Vì đại diện này cho hay, Ion Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm việc với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị giấy đi đường cho nhân sự được phép đi làm theo quy định và hướng dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh và Sở. Hà Nội chợ online cư dân nhộn nhịp mùa dịch. Thưa quý vị, Hà Nội dẫn cách xã hội. Chị Thu, nhân viên một công ty truyền thông được làm việc ở nhà. Giải pháp chị chọn để mua sắm hàng hóa là đặt hàng, mua hàng online trên chợ cư dân. Chị cho biết, giờ tôi chẳng phải đi đâu, lên chợ chung cư đặt rồi mọi người ship tới tận nhà. Hàng sẽ được treo ở cửa kèm thông tin chuyển khoản. Từ dầu ăn, mắm muối tới thực phẩm, gạo rau, món gì cũng có đủ trên nhóm chợ cư dân với hơn 2.000 thành viên. Mùa dịch khu chợ này hoạt động càng năng suất khi mọi người đều hạn chế ra ngoài. Giá thực phẩm rau xanh trên chợ online nhìn hơn chợ truyền thống, nhưng chị Thu chấp nhận vì không phải ra ngoài hạn chế tiếp xúc. Với lợi thế lượng khách ổn định, giá cả ổn định, miễn phí ship, chợ online tại các khu vực trung cư vẫn nhộn nhịp đắt khách. Nhiều người lúc đầu chỉ buôn bán cho vui, nhưng dần dần bán hàng trên các chợ dân cư lại trở thành nguồn thu nhập chính khi công việc chính của họ bị ảnh hưởng bởi dịch. Chị Thái, giáo viên mầm non tại quận Hà Đông, chọn cách duy trì thu nhập bằng cách bán thực phẩm trên chợ khu chung cư đang sống. Chờ mầm non nơi chị làm việc buộc tạm đóng cửa vì dịch. Quê ở huyện Thanh Oai, cách Hà Nội hơn 20 km nên chị thường gom đơn trên chợ cư dân rồi tính toán lượng thịt và đặt mổ heo ở quê. Chị Thái nói, nguồn gốc thịt mình mua ở quê rõ ràng, thịt nuôi dân dã, thịt thơm ngon nên được mọi người trong khu dân cư rất ủng hộ. Trung bình mỗi tuần chị gom được mua 2 đến 3 đợt gồm thịt heo, thịt gà, vịt, rau xanh. Từ đợt Hà Nội siết chặt giãn cách xã hội, hàng lấy từ quê ra khó khăn hơn do kiểm soát dịch cắt gao giá vận chuyển cũng tăng, nhưng chị Thái nói, chỉ lấy công làm lãi vì khách hàng hầu hết là người quen cư dân trong tòa nhà. Bán trên chợ cư dân hơn nửa năm nay, bà Nga, một hưu trí gọi gian hàng trên chợ của mình là cửa hàng tạp hóa mini với các mặt hàng đặc sản vùng cao như gạo điện biên, miến, trái cây vùng cao theo mùa. Trước dịch mỗi ngày bà Nga nhận túc tắc khoảng hơn chục đơn, nhưng khi thành phố giãn cách xã hội, lượng đơn mua hàng tăng gấp 3, bận hơn, vất vả hơn nhưng bà thấy vui vì hàng về tới đâu bán hết tới đó. Nhiều doanh nghiệp dừng sản xuất bánh trung thu Thưa quý vị, sức mua giảm, kênh phân phối gặp khó, trong khi chi phí sản xuất được đẩy lên cao khiến nhiều doanh nghiệp và xưởng bánh quyết định dừng kinh doanh bánh trung thu trong năm nay. Chia sẻ với Dinh, đại diện của tập đoàn Kido cho biết sẽ không sản xuất bánh trung thu do tác động của dịch Covid. Vị này cho biết chi phí sản xuất sẽ tăng rất cao nếu sản xuất thì cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đều chịu thiệt. Tương tự, ABC Bakery cũng gác lại kế hoạch kinh doanh trong mùa thu này do một số nhân viên phải thực hiện cách ly y tế, các cửa hàng đang tạm thời ngưng hoạt động. Trong khi đó, đại diện của Đại Phát Bakery cho biết các siêu thị đã thông báo sẽ không tổ chức bán bánh trung thu như mọi năm. Còn với khách hàng doanh nghiệp, mặc dù đơn vị này đã giới thiệu sản phẩm mới, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đơn hàng chính thức. Với những khó khăn trong khâu tìm nguyên liệu và giao hàng trong bối cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt biện pháp phòng chống dịch. Các cá nhân chuyên kinh doanh bán online thậm chí phải hủy hàng trăm đơn hàng đã nhận từ trước. Chị Thủy Trang, một chủ xưởng bánh nhỏ cho hay, trong hai ngày vừa qua đã tranh thủ hoàn thiện và giao trước một số đơn hàng cho khách quen. Chị nói, đây chủ yếu là những đơn hàng khách đặt ăn chứ không phải tặng vì hạn sử dụng của bánh handmade chỉ tối đa 15 ngày. Với các đơn hàng biếu tặng hoặc hẹn giao đúng ngày trung thu, tôi buộc phải liên hệ hủy và hẹn giao lại nếu tình hình dịch bệnh khi đó khả quan hơn. Tại những doanh nghiệp còn duy trì sản xuất bánh trung thu, phương án phân phối cũng phải tính toán cho phù hợp. Hiện tại, hãng bánh Gibro thông báo thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, hãng bánh này vẫn tiếp tục nhận đơn hàng thông qua mạng xã hội và điện thoại. Năm nay, Kinh Đô Việt Nam cũng mở rộng kênh phân phối sang trực tuyến bằng cách hợp tác với các sàn thương mại điện tử, ứng dụng giao hàng. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu bánh sang Mỹ, Singapore và Thái Lan. Nhiều ý kiến lo ngại Việc áp dụng quá cứng nhắc các giải pháp phòng chống dịch COVID có thể sẽ kích hoạt làn sóng dịch chuyển FDI khỏi Việt Nam. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đều cho các doanh nghiệp linh hoạt áp dụng các phương án sản xuất kinh doanh trong mùa dịch và tự chịu trách nhiệm. Phần lớn các quốc gia chỉ tung ra các gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chứ không áp dụng các biện pháp cứng nhắc nào đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chẳng hạn, ở những vùng dịch không nghiêm trọng, chính phủ Nhật khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống chỉ hoạt động trong khung giờ nhất định doanh nghiệp nào tuân thủ khuyến cáo này thì sẽ được hưởng trợ cấp. Hay như chính phủ Hàn Quốc chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đến khối doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương. Ngoài cho vay vốn rẻ còn miễn giảm thuế mà không có quy định nào can thiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phía doanh nghiệp, các ông lớn trong lĩnh vực sản xuất ô tô như Ford, GM, Chrysler chọn cách chia nhỏ hoặc cắt giảm quy mô sản xuất. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, các tập đoàn này chỉ duy trì hoạt động của những bộ phận cấp thiết. Nhìn chung các quốc gia đều tôn trọng quyền hoạt động hoặc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở tạo điều kiện tối đa về tài chính. Việc áp dụng phong tỏa ba tại chỗ đã và đang khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chí này đã phải ngừng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn với phương án này bao nhiêu thì các doanh nghiệp FDI cũng rơi vào tình trạng tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch của Eurocharm cho biết, mỗi tỉnh áp dụng các biện pháp phòng dịch khác nhau quy định không thống nhất khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, ông Minh nhấn mạnh. Chính phủ cần đưa ra giải pháp chiến lược chung để doanh nghiệp sống chung với dịch bởi chưa biết khi nào Covid kết thúc. Một chuyên gia cho rằng không nên áp dụng mô hình ba tại chỗ hay một cung đường hai điểm đến ở một địa bàn, một ngành mà nên cho phép doanh nghiệp lựa chọn mô hình phù hợp, tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó cần sớm giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp FDI như miễn cách ly cho chuyên gia nước ngoài có hộ chiếu vaccine vào Việt Nam ngắn ngày, thực hiện thủ tục thông quan khẩn cấp 24 trên 24, ưu tiên vaccine cho người lao động ở các doanh nghiệp FDI. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, nếu việc gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm trung gian kéo dài sẽ dẫn đến đình trệ sản xuất thành phẩm, khiến doanh nghiệp FDI gặp khó khăn. Ông kiến nghị nếu Việt Nam không sớm gỡ các nút thắt này, có nguy cơ kích hoạt làn sóng dịch chuyển FDI khỏi Việt Nam. Vì sao nhiều ông lớn xây dựng đồng loạt kêu cứu? Thưa quý vị, mới đây hàng loạt các công ty xây dựng lớn như Delta, Kiên Cô 4, Vinaconex, Thành An đã có văn bản gửi hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam để kiến nghị với chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Cụ thể đại diện tập đoàn xây dựng Delta cho biết, hiện nay doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn như số lượng công nhân bấp bênh ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của dự án bên cạnh đó để thực hiện phương án phòng chống dịch các dự án thi công phải dừng hoặc phát sinh thêm các chi phí khi tổ chức sản xuất trong mùa dịch các nhà thầu còn phải chịu áp lực từ việc thị trường bất động sản đóng băng giá các loại vật liệu xây dựng tăng mạnh do vậy công ty này mong muốn hiệp hội nhà thầu kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước gia hạn thời gian trả nợ cơ cấu nợ ngân hàng giảm lãi suất giảm thuế giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong năm để doanh nghiệp vượt qua khó khăn công ty euro window cũng có những khó khăn tương tự khi giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao 5% đến 30% tùy loại. Chưa kể các khoản vay lưu động của công ty năm ngoái không được giãn nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền của công ty. Trong khi bản thân công ty không thu được tiền khách hàng, bên cạnh đó công ty này cũng cho biết một số dự án không triển khai được trong thời gian giãn cách. Ngoài kiến nghị hỗ trợ về thuế, lãi suất, đại diện của Eurowindow cũng kiến nghị cho phép người lao động được tiêm vaccine, đến văn phòng, nhà máy làm việc để giải quyết các công việc hàng ngày. Còn trong đơn kiến nghị gửi Hiệp hội Nhà thầu, đại diện của tập đoàn Kiên Cô 4 cho biết, Quy định về giãn cách xã hội, hạn chế lưu thông, vận chuyển hàng hóa của các địa phương không thống nhất gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hỗ trợ người lao động xoay sở trong giai đoạn khó khăn vì Covid, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chi trả lương theo ngày cho nhân viên. Theo ghi nhận của VN Express, gần đây, một số công ty bắt đầu chi lương theo ngày để giúp nhân viên chủ động chi phí sinh hoạt hơn trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Thay vì chờ đến cuối tháng, các doanh nghiệp như Gỗ Trường Thành, Lancimar, An Ninh Toàn Cầu cho phép người lao động nhận lương qua ứng dụng điện thoại khi có nhu cầu. Theo lãnh đạo gỗ Trường Thành, giải pháp này giúp người lao động giảm các áp lực tài chính trong tình hình hiện tại, từ đó khích lệ tinh thần đi làm mỗi ngày, giảm tỷ lệ vắng mặt và tăng cường kết nối với công ty. Một số doanh nghiệp khác cho rằng chi lương theo ngày sẽ giúp người lao động ổn định tâm lý trước những nguy cơ như bị phong tỏa, nhiễm bệnh hoặc phải xoay sở để lo bữa cơm hàng ngày mùa dịch. Hình thức chi lương theo ngày này đã phổ biến trên thế giới nhưng mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm ngoái theo báo cáo của KPMG, hàng loạt doanh nghiệp áp dụng hình thức chi lương linh hoạt để giúp người lao động nhận lương hàng ngày, chủ động tài chính và thêm gắn kết với doanh nghiệp. Những chính sách này đã chứng minh hiệu quả bởi số lượng lao động xin nghỉ giảm hẳn. Thực tế thời gian qua, dịch COVID diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên do các biện pháp phong tỏa, cách ly hay người lao động xin nghỉ để về quê. Theo báo cáo của Navigos Group, 60% lao động thể hiện sự quan tâm về lương, phúc lợi của doanh nghiệp Điều này cho thấy những khó khăn về tài chính mà người lao động phải đối mặt khi dịch này ngày càng căng thẳng. Vì vậy, phúc lợi là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ níu chân người lao động. Ngoài chi lương theo ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp còn tặng thực phẩm cho nhân viên để đáp ứng nhu cầu mùa dịch. Pepsi Group, một nhóm công ty truyền thông tặng nhân viên 6 kg rau củ mỗi tuần cho đến khi hết giãn cách. Morico, một chuỗi nhà hàng phong cách Nhật Bản gửi 100 gói thực phẩm gồm gạo, mì, cá, gia vị, thức uống cho nhân viên. Cùng với tặng rau củ, chuỗi cửa hàng bán lẻ mẹ và bé con cưng còn hỗ trợ trực tiếp 1,9 tỷ đồng bằng tiền mặt cho nhân viên để đảm bảo đời sống. Đầu tháng này, công ty chuyển phát nhanh GNT Express cũng thông báo gây quỹ 3 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh. Thưa quý vị, mục tin kinh tế xã hội của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.